Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn dụng cái nút đăng ký ngay đây để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin tin tức tông tuần hôm nay sẽ có nội dung về những mái ấm nghĩa tình. Đây là một chuyên mục mới của kênh 8 tin tức. Cụ thể, chuyên mục này sẽ nói về những vấn đề giống như những nhà hảo tâm mà cần quyên góp cho những người mà khó khăn đó. Nó như vậy để lan tỏa mọi người sẽ giúp đỡ. Hôm nay sẽ có nội dung như thế này. Cậu học trò nghẹn ngào viết tâm thư cầu xin nhà hảo tâm cứu cha của mình. Thấy mẹ bán vé số không đủ tiền trị bệnh cho cha, cậu học trò nghẹn ngào viết thư cầu cứu nhà hảo tâm giúp cha có tiền để trị bệnh. Trong thư, Long sợ ba anh em Long chịu cảnh mồ côi không được đến lớp. Mặc dù các em trong tuổi ăn tuổi học, lứa tuổi được vỗ về chăm sóc từ bàn tay của cha mẹ, nhưng hiện nay cha em đã lâm bệnh nặng, mẹ bạn bán vé số gồng gánh nuôi cả nhà, nên các cháu thiếu thốn mọi bề. Hoàn cảnh trên là trường hợp của cậu học trò Lê Nguyễn Huỳnh Long, sinh năm 2008, học sinh lớp 6A2 trường trung học cơ sở Phan Văn Cảnh, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Long còn có hai em nhỏ là cháu Lê Nguyễn Phước Duy, sinh năm 2015, học sinh trường mẫu giáo Long Tiên, và em Nguyễn Mai Đình, mới hơn 3 tuổi. Cụ thể nó như thế này. Trước đây khi cha Long là anh Lê Xuân Bình sinh năm 1983 chưa mắc căn bệnh bạch cầu dạng tủy cấp, anh Bình đi bốc vác thuê tại một đại lý phân bón ở địa phương với số tiền công mỗi ngày 200.000 đồng. Từ số tiền này cộng với tiền bán vé số của chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa là vợ của Bình cũng đủ tiền đóng gạo cho bãi miệng ăn, vì hiện tại vợ chồng anh Bình còn nuôi cha mẹ già trên 70 tuổi. Dù cuộc sống lao động hàng ngày có vất vả, tuy nhiên vợ chồng anh rất vui khi ba đứa con lần lượt ra đời đều khôn lớn và khỏe mạnh. Các cháu đều chăm ngoan, nhất là cháu Huỳnh Long, con trai lớn trong nhà, luôn biết chăm hai em của mình khi cha mẹ phải thường xuyên đi vắng vì công việc. Thấy con cái đều khôn ngoan, vợ chồng anh Bình không quản khó nhọc với hy vọng ráng cài để nuôi con, lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn, có cái chữ để thoát được cảnh nghèo. Tụi nhỏ sẽ có tương lai tươi sáng hơn, không phải khổ như ông bà cha mẹ nó bây giờ, anh Bình chia sẻ. Mặc dù vợ chồng anh Bình chỉ có mong ước bình thường như bao gia đình nghèo ở nông thôn, nhưng niềm ao ước đó tuột mất khi anh Bình bất ngờ mắc căn bệnh ung thư máu. Để duy trì sự sống, anh phải bán tài sản vay tiền để mua máu đưa vào cơ thể hàng tháng. Chị Hoa rơm rớm nước mắt kể lại, ngày chị nhận kết quả anh Bình bị căn bệnh bạch cầu dạng tủy cấp, chị Hoa thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình. Bác sĩ cho biết, quá trình điều trị phức tạp và rất tốn kém, phải kiên trì lạc quan thì bệnh tình của anh mới có hy vọng khỏi. Nghe thế, hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc ở dãy hành lang bệnh viện vì biết rõ hoàn cảnh do khó khăn của gia đình không kham nổi. Chị Hoa đã sùi sụp nước mắt kể lại như vậy. Thương chồng, chị Hoa về nhà vay mượn tiền và bán luôn đàn heo con để đem lên bệnh viện vô máu cho anh Bình lần đầu, chỉ hơn 10 ngày nằm viện, số tiền điều trị gần 50 triệu đồng đã hết sạch trong túi, không còn một cách. Chị Hoa đành xin bệnh viện cho anh Bình về nhà, khi nào anh đuối sức thì chị Hoa đi vay tiền và đưa anh Bình lên bệnh viện để vô máu tiếp. Chẳng biết chị Hoa còn cầm cự được bao lâu nữa, vì số tiền chị bán vé số hàng ngày chưa đủ để mua gạo ăn, còn việc mượn vay tiền nhiều nơi đã bỏ mặc chị vì nợ cũ vẫn chưa trả xong. Cháu Long cầm tin tay lá thư vừa viết xong, cháu nói, tụi cháu thương cha nhiều lắm, tụi cháu sợ cha chết rồi ba anh em phải sống cảnh mồ côi. Nhà nghèo, mẹ đi bán vé số, làm sao nuôi ba anh em con và ông bà nội được. Rồi đây tuổi 6 sẽ nghỉ học giữa chừng, cháu viết thư này xin các cô hãy giúp cho cha con có tiền trị bệnh, sớm khỏe mạnh để sống với tụi cháu. Cháu hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ, cứu người như những bác sĩ đã cứu cha cháu. Lời của cậu bé Quỳnh Long tâm sự khiến chúng tôi rất bức xúc. Và ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Tiến cho biết, hoàn cảnh gia đình của anh Xuân Bình là hộ nghèo của địa phương, hiện nay gia đình anh Bình càng khó khăn hơn khi anh bị bệnh ung thư, vài tuần là phải điều trị vô máu. Và trong khi gia đình không còn ai lao động, ba cháu nhỏ thì đang đi học nên rất mong mọi người chung tay giúp đỡ anh Bình. Cụ thể đó là mọi đóng góp mà hảo tâm á, thì gửi về mã số 3704, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Đây các bạn vui lòng lưu ý dùm cái địa chỉ nè. Địa chỉ là ấp Mỹ Chánh, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy ở Tiền Giang. Điện thoại là 0334
1-889-577, số tài khoản 1-088-712-79-375 là Nguyễn Thị Ngọc Hoa, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cai Lậy Tiền Giang, hoặc số điện thoại 0963446939 gặp cô Phương. Nói chung tôi sẽ để thông tin nằm ngay đây nè các bạn, sau khi xem video các bạn sẽ thấy cụ thể, thì các bạn có gì cứ liên hệ trực tiếp để giúp cho hoàn cảnh của cháu bé. Nếu như Mạnh Thường Quân nào mà thấy thì có thể giúp đỡ, hoặc không các bạn vô tình lướt qua xem video này thì các bạn có thể chia sẻ để có thể mình không giúp được, có thể người khác sau khi thấy được hoàn cảnh như thế này người khác sẽ giúp được đó. Rồi, mong sao cho mọi người đều sống khỏe mạnh. Rồi, cảm ơn các bạn.